Alo alo, có bao giờ các chị em mình đã nghĩ là sẽ có một chiếc sảnh với màu sắc độc lạ thế này chưa? Chỉ có tại Tupperware. Chiếc sảnh hấp 3 tầng, màu mới nhất trong bộ sưu tập đón Tết lần này, thật là xinh lung linh ha, hứa hẹn sẽ làm cho gian bếp nổi bừng bực luôn. Chiếc sảnh thì hấp siêu lẹ và cực đơn giản vì thiết kế khép kín giúp gia tăng áp suất bên trong, giúp việc hấp chín nhanh chóng và dễ dàng hơn. Mỗi sẩn sẽ có đường kính bằng nhau là 20 cm. Trên bề mặt sẩn sẽ có các gợn nhấp nhô để tránh thực phẩm bị dính lại. Ngoài ra, phần nắp có thiết kế hình tròn giúp hơi nước theo phần nắp trượt xuống thành sẩn, tránh tình trạng nước tụ trên bề mặt thực phẩm. Cách sử dụng cũng siêu đơn giản, trên sẩn đã có chim mất để mình đổ nước, thì chỉ cần đặt sẩn lên chảo, đổ nước theo mực được chỉ định và chờ thôi. Đây là được dùng theo phương pháp hấp cách thủy, hấp chín thực phẩm cực nhanh, không bị tản nhiệt như nồi nhôm hay inox, sử dụng hàng ngày thật tiện lợi. Món hấp luôn là tốt nhất, thay vì luộc hãy chuyển qua hấp đi các chị em ơi. Bật mí, chiếc sẵn còn đang giảm 33%, cả nhà hãy nhanh tay nhắn tin để rước em nó về nhé.